Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác một cái dòng loa trợ lời siêu khủng long, một dòng loa Bass 25 mang thương hiệu là QHA, một dòng loa rất là nổi tiếng ở thị trường Trung Quốc và cũng như thị trường châu Âu, vì cái dòng này là sản xuất tại Trung Quốc và hàng này là hàng xuất đi châu Âu. Còn hàng cái dòng này ở Việt Nam thì hiện tại cũng chưa có nhiều, thì Zika Audio cũng là đại diện của cái dòng QHA đầu tiên tại Việt Nam nhập về và cung cấp ra thị trường. Vâng, đây là cái dòng loa Bass 25 gồm một Bass 25 và một chép kèn. Vâng, cũng có thể làm loa full chính để chúng ta nghe, hoặc cũng có thể chúng ta làm loa trận lời khi mà gia đình nhà chúng ta có những cái dòng loa full hay là lầm mà Bass 30 để mà thiếu cái giải chung, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm một cái dòng loa trận lời siêu khủng long này của Zika Audio cung cấp. Vâng, thì hôm nay bên em cũng test trực tiếp cho các bác nhé. Vâng, các bác cùng chờ xem ạ. Bên em test cũng nhiều rồi vì cái giải chung rất là sáng, hỗ trợ lời ca sĩ hoặc lời chúng ta hát rất là tuyệt vời, nghe nó rất là bay tiếng. Vâng, chúng ta cùng đi trải nghiệm nhé. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời. Vâng, đó là cái giải chung, giải lời ca sĩ mà đã được hỗ trợ bởi đôi loa trợ lời QHA gồm 325 một chiếc kèn. Vâng, đây em sẽ tách dây tín hiệu ra để chúng ta so sánh nhé. Vâng, đây là một cái lời bài hát mà không có loa trợ lời hỗ trợ. Vâng, các bác so sánh được ạ, sự khác biệt hoàn toàn khi có loa trợ lời hỗ trợ. Vâng, rất là bí các bác nhé, rất là bí. Vâng, sau đây em lại hỗ trợ thêm loa trợ lời vào để các bác lại so sánh một lần nữa. Vâng, nghe một đoạn nhạc tôi đã cảm thấy rất là nổi rồi ạ. Vâng, rất nổi tơi nhạc. Thì nữa giải chung lên thì các bác sẽ lại so sánh tiếp. Vâng, thì đó là cái loa trợ lời mang thương hiệu là QHA, mã là 4010, thuộc dòng loa LP4000 của 1325 và một chép kèn các bác nhá. Vâng, hỗ trợ giải lời rất là tốt trên thị trường, để nói ra loa trợ lời mà siêu khủng long như thế này thì hầu như không có. Dòng loa này tập trung vào giải chung rất là tuyệt vời.
Vâng, từ thời gian thì các bác cũng trải nghiệm được. Và các bác là muốn giới thiệu cho mình một đôi loa trợ lời QHA mã là 4010. Các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio và mình em sẽ cập nhật tin tức và chia sẻ đến các bác. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.